xong xinh. Giờ sáng trời mưa phùn. Hôm nay là vlog một ngày ở trên trường đại học của mình. Chúng mình sẽ có một bài thuyết trình ở lớp thực hành tiếng Nga. Ok, let's go. Dành cho những ai chưa biết thì mình đang theo học tại trường đại học Hà Nội. Chuyên ngành của mình đó chính là ngôn ngữ Nga. Lớp mình yêu cầu là 7:20 phải có mặt ở trong lớp. Một điều thoáng hơn ở trên đại học đó chính là các bạn có thể trò chuyện giao lưu với các sinh viên trong lớp, nhưng mà không được gây mất trật tự, ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh. Lúc này là bọn mình đang thảo luận lại mấy cái slide và đọc lại để sẵn sàng cho bài thuyết trình. Ok. Minh Thủy. Nhầm. Minh Thủy đây, Thu Thủy. Ăn đi, đồ ba đi. Cứ cũng thử cho bông. Nó cười đói của bông. Đây bản quyền hình ảnh mà. Đèn nhỏ, ôi mày nhìn kiểu sáng ra sáng luôn. Yêu cầu các không thực hiện được lúc này cũng làm hiện lại sao? Đấy nhá, không phải tao không muốn chuyển mày đâu. Tao thấy cái lúc nào mày chuyển nó tao, cái tài khoản của mày nó giật lắm. Nó giật luôn ý. Không phải mình không muốn chuyển đâu mà thực sự là nó không cho mình chuyển ý. Kiểu cái số mình là chắc mày cài đặt chế độ. Thì là auto hỏng. Bây giờ đi ăn ở ngõ bao nhiêu ấy chẳng? Đấy là ngõ gì? Ngõ A8. Đi ăn quán bún đầu ngõ A8. Quán bún sắp thành cái VIP rồi. Thì bây giờ mình phải làm, mình bảo bác ấy là làm thẻ thành viên. Thẻ thành viên. Chuyển lại địa điểm qua ngõ A4, quán bún đầu ngõ A4. Cho một số sự cố. Trường mình phải nói là đa dạng món cho sinh viên ăn buổi sáng. Siêu recommend cho mọi người bún cá ở đầu ngõ A4 hoặc là đầu ngõ A8. Lúc nào bọn mình cũng chỉ trung thị với bún cá. Nếu mọi người thích ăn cay một chút thì là đầu ngõ A4, còn không thì cứ ra ngõ A8 mà triển. Siêu là ngon, đáng tiền vô cùng. Xin mời mọi người, bây giờ mình sẽ ăn tắp cam. Để cam một tí thì quay xem sao. Ngon. Yêu cầu của bài thuyết trình lần này đó chính là thuyết trình về biểu tượng kiến trúc ở Hà Nội và Moscow. Chúng mình đã chọn nhà hát lớn Hà Nội và một dãy tòa nhà chọc trời mang tên 7 chị em ở Moscow là một biểu tượng kiến trúc của Liên Xô. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về hai cái địa điểm này, đặc biệt là tòa nhà chọc trời, thì có thể lên Google nha. Bộ môn tết tóc thì cũng rất là được ưa chuộng của lớp mình. Cái bạn áo nâu tên là Yến tết tóc đẹp ơi là đẹp luôn. Lần sau mình sẽ thử thách bạn về cái mái tóc ngắn cưỡn cơn của mình xem như thế nào. Ok. Quay rồi. Đi về lúc 11:30. Ai chẳng biết rồi 11:30. Nói cho mọi người nghe.